Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn về một số vấn đề thường gặp ở các loại cây hồng sau khi ngủ đông và cách khắc phục tốt nhất ạ. Mấy ngày gần đây thì em nhận được rất nhiều cuộc gọi của các bác gọi điện đến hỏi em là cây hồng nhà các bác đến bây giờ nó vẫn chưa nảy mầm và làm thế nào để cho nó nảy mầm nhanh nhất. Hôm nay em sẽ chia sẻ với tất cả các cô bác, anh chị và các bạn xem kênh về cái vấn đề đó. Em đang quay ở đây là cây hồng đèn lồng chín Tết nhà em. Thời điểm hiện tại thì cây lộc đã dài rồi và cũng rất nhiều hoa nữa nhé các bác nhé. Thời điểm hiện tại thì hồng nảy mầm dài và ra hoa rất nhiều rồi. Còn những cây mà cô bác, anh chị và các bạn bảo là bây giờ nó không nảy được mầm ấy, nó vẫn chưa nảy mầm ấy, thì các bác để ý một chút nhé. Cây của mình chắc chắn là có vấn đề rồi đấy ạ. Đối với cây hồng thì nó ngủ đông, cho nên vấn đề đầu tiên mà cô bác, anh chị và các bạn nghĩ đến thì mình phải nghĩ đến ngay là cây của mình bị thối rễ, ngập úng và thối rễ. Nhiều bác cứ bảo là cây nhà tôi thì chỉ sợ nó khô thôi chứ không bao giờ là không bao giờ bị úng nước, đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với cây hồng thời kỳ ngủ đông thì các bác lưu ý nhé, đối với cây hồng thời kỳ ngủ đông thì cái nhu cầu sử dụng nước và chất dinh dưỡng hầu như là không có, mà có thì cũng rất ít nha các bác nhé. Thời kỳ ngủ đông thì cây của mình nó sẽ không có nhu cầu nước và chất dinh dưỡng nhiều như những cây khác nữa, đúng không ạ? Lúc đó nó không bị thoát nước qua lá, cho nên cô bác, anh chị và các bạn có thể để 7 đến 10 ngày tưới một lần cũng được đối với thời tiết bình thường. Còn nếu mà trời mưa thì các bác có thể để lâu hơn. Ví dụ như cuối năm vừa rồi thì mưa rất nhiều, cái hiện tượng ngập úng và độ ẩm cao ấy cũng làm ảnh hưởng đến rất nhiều loại cây, rất nhiều loại cây trồng. Em cũng đã hướng dẫn nhiều cô bác, anh chị và các bạn khắc phục cái táo và cam quýt cái cuối năm vừa rồi rồi. Và đến bây giờ thì cây hồng của mình sau thời kỳ ngủ đông thì nếu mà cô bác, anh chị và các bạn thấy nó không nảy được mầm thì chắc chắn là phần lớn là cây của mình đã bị úng nước, thối rễ và đã bị nấm rồi. Các bác để ý nhá, đối với những cái cây mà trên cây vẫn còn có ít lá ấy, thì cô bác, anh chị và các bạn để ý cái lá nhá. Cứ buổi chiều đến là nó sẽ hơi héo một chút, và đến sáng, qua đêm đến sáng thì lá nó lại tươi bình thường. Và cứ như thế, cứ đến buổi chiều là nó hơi héo, mà mình có thể nhìn thấy rất là rõ bằng mắt thường. Đến sáng đến nó lại tươi bình thường thì lúc đó cái cây của mình lúc đó là nó bị thối rễ và bị nấm rồi đấy ạ. Sau thời kỳ ngủ đông, thời tiết ấm áp mà cây của mình bị như thế là đã bị nấm và thối rễ rồi. Còn đối với những cái cây mà cô bác, anh chị và các bạn thấy không còn lá nữa, thời kỳ ngủ đông mà nó rụng hết lá rồi ấy, thì các bác để ý giúp em cái chỗ đất của mình trồng này nó ẩm quá mà răng rêu nó mọc lên ấy, thì cây của mình chắc chắn là cũng đã bị thừa nước rồi. Đó. Còn cách khắc phục thì em sẽ chia sẻ cái cách khắc phục đối với cái cây nhỏ. Đối với cây nhỏ, cô bác, anh chị và các bạn là đào nhổ nó lên. Cô bác, anh chị và các bạn nhổ nó lên, mình cắt hết cái lớp rễ bị hỏng, bị thối đó đi. Lúc đó cô bác, anh chị và các bạn để ý giúp em nhé, cái rễ của mình nó đen hết ra rồi và có một số chỗ nó mủn ra rồi. Và với cái rễ như thế thì cây của mình nó sẽ không hút được chất dinh dưỡng và nước sau thời kỳ ngủ đông nữa để nó nảy mầm nữa rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó cô bác, anh chị và các bạn cắt hết cái rễ đấy đi nhé. Và mình phun một lớp chống nấm chống thối vào vòng quanh cái bầu vừa đào lên ấy. Và cô bác, anh chị và các bạn chuyển cây của mình sang chỗ khác để mình trồng. Khi trồng thì cô bác, anh chị và các bạn có thể trồng món lót bằng phân chuồn quế hoặc là phân chuồng ngoai mục. Phân chuồn quế thì cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng cái phân chuồn quế tươi không thôi. Còn đối với phân chuồng ngoai mục thì cô bác, anh chị và các bạn phải phun một lớp chống nấm chống thối vào đấy. Mình trồng xuống và các bác tưới cho em cái thuốc phục hồi cây. Cái thuốc phục hồi cây nhé, 10 ngày một lần. Và ngày nào cô bác, anh chị và các bạn cũng nên tưới nước lã một lần. Tại vì thời điểm này thì ngày nào cô bác, anh chị và các bạn cũng phải tưới rồi, đúng không ạ? Đấy là đối với những cây nhỏ, còn với những cây to thì sao? Với những cây to thì cô bác, anh chị và các bạn không thể nhổ nó lên như thế được, đúng không ạ? Thì mình phải khắc phục tốt nhất
chỉ bằng cách là mình khắc phục qua cái đất trồng của mình thôi, đúng không ạ? Sẽ rất là khó khăn hơn là mình khó khăn hơn là cây nhỏ mà mình có thể nhổ lên. Đối với cây nhỏ thì rất là dễ rồi, đúng không ạ? Còn với cây to thì cô bác anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp vào số 0977 516 966. Em sẽ hướng dẫn cô bác anh chị và các bạn cách khắc phục tốt nhất đối với cây to nhé. Với những cái cây mà nó mới bị thì em sẽ giúp cô bác anh chị và các bạn khắc phục và giúp cây của mình sẽ nảy mầm và phát triển một cách nhanh nhất. Còn với những cái cây mà đã bị thối rễ lâu ấy thì nói chung là hơi khó đấy ạ. Tại vì các bác biết rồi đấy, cái bộ rễ là nó hút trực tiếp nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây. Mà cái bộ rễ của mình nó đã bị nấm rồi ấy, mà nấm thì nó ở dưới đất nó lan rất là nhanh đó, lúc đó nó làm cho cái cây của mình nó hỏng cực kỳ là nhanh luôn ạ. Em không quay được dài, chính vì thế mà em không giới thiệu được nhiều. Em xin phép dừng video tại đây. Chúc cô bác, anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.